giờ ông phủi sạch và ông quên hết là bởi vì ông nghĩ rằng là ông quá to rồi. Nếu tôi không nói ra, Trung ương mà chọn ông vào những cái vị trí lãnh đạo cao cấp nhất thì thua luôn. Đây là một minh chứng đây. Ông Phan Văn Mãi ha, bà là một người mà vợ chồng tôi đã từng gặp để giúp đỡ cái vụ mà nước mặn ở bên kia, lạ gì nhau. Đúng không? Lúc bên kia là hoạn nạn, chính vợ chồng tôi đã dẫn động xe mang cái nguồn nước sạch đến. Khi đấy ông Phan Văn Mãi là bí thư của bên kia. Cái ân tình mà chúng tôi dành cho người bên kia ngày đêm để mang từng coi như là xe nước xuống cho người dân. Thế mà bây giờ một cái công văn trả lời đúng theo luật pháp cũng không trả lời tôi là sao? Chỉ tất cả những gì vợ chồng tôi cống hiến, vợ chồng tôi giúp đỡ, chỉ cần một sự công bằng cũng không có. Tôi tin chắc là cái thông tin tôi nói như thế này sẽ đến tay ông Phan Văn Mãi là bởi vì ông ấy đã trực tiếp đón tiếp vợ chồng tôi khi mang một cái nhà máy nước lọc xuống tận dưới bến tre. Bây giờ thì không còn coi như là cái hoài tới cái sự việc, mặc dù tôi đã gào thét nhưng ông ấy vẫn im lặng đến tận bây giờ. Bây giờ thì ông coi như không quen không biết. Còn trước đây khi bến tre hoạn nạn, ông có quen vợ chồng tôi không, ông Phan Văn Mãi? Tôi chưa thích dân ông ra đó. Vì sao? Chính ông là người mời tôi, vợ chồng tôi, chính ông là người dẫn vợ chồng tôi đi đến những cái nhà máy để chúng tôi moi hết tiên gian ngày đêm ra để giúp cho Bến Tre có một cái nguồn nước cho người dân. Thế mà bây giờ ông cũng bạc tình bạc nghĩa với vợ chồng tôi nữa sao? Hay là bây giờ ông về làm chủ tịch ủy ban nhân thành phố, ông quên hết những cái ngày mà ông đón tiếp chờ đợi vợ chồng tôi sao? Ông quên nhân vậy ông Mãi? Chẳng lẽ từ ở tôi bí thư với Bến Tre mà lên thành phố Hồ Chí Minh ông không còn một chút tình nghĩa nào khi vợ chồng tôi moi hết tiên gian ra vì Bến Tre? Là quê hương của ông, là vì nhân dân mà ông là bí thư đang điều hành cái tỉnh Bến Tre đó. Hôm nay bức xúc tôi kêu hẳn tên ông ra để tôi nói rõ ra, chính ông đã bạc tình bạc nghĩa với vợ chồng tôi. Ngoài cái sự việc mà ông lo cho người dân, chúng tôi là những người ở thành phố Hồ Chí Minh bỏ cả ngày đêm chở từng xe nước xuống tỉnh Bến Tre, mang cả một cái nhà máy xuống dưới đó để giúp cho người dân. Bây giờ ông cũng quên luôn rồi. Tôi chỉ cần ông trả lời cho tôi đúng hay sai thôi. Dù tôi sai ông cũng phải trả lời cho tôi biết tại sao im lặng đến đáng sợ vậy. Tôi nói ông có bạc tình bạc nghĩa với vợ chồng tôi không? Tôi nói về cá nhân, tôi không nói về chức vụ, vì hiện nay ông rất to rồi. Ông cũng đưa một cái thông tin y như anh Đức Hiển, đã đến lúc cần xử lý nghiêm bà Nguyễn Phương Hằng với các livestream lần chủ. Vậy thì trước khi mà tôi mời chú Thọ lên chia sẻ đó, thì tôi xin hỏi đến ông Phan Viết Lượng, ủy viên thường trực, thế nào là lệch chuẩn hả ông? Nếu ông là một người ủy viên thường trực mà một đại biểu quốc hội á, thì ông phải vì dân, ông phải vì dân. Thứ nhất, ông phải chỉ ra những cái lệch chuẩn của tờ báo chí vu khống cho nhân dân nha, chụp mũ bà Nguyễn Phương Hằng, bày đàn để đối đãi với bà Nguyễn Phương Hằng. Cái điều này á, ông mới là một ủy viên.
là tiền đã sử dụng hết rồi mà không có một trái tim nào được mổ hết. Đó là một cái đau lòng đầu tiên mà buộc tôi phải mở ra cái quỹ mổ tim thành khủng, mà chính chúng tôi là những người phải giám sát, là bởi vì 10 tỷ đó không có được một trái tim nào ngoài chiếc xe Land Cruiser, mà dùng tiền của chúng tôi để làm điều gì thì tôi không biết, ngoài công nhân xin lỗi chúng tôi. Đó là cái điều đi làm người tử tế đầu tiên. Cho nên chúng tôi phải lập ra một cái quỹ mổ tim để chính chúng tôi làm, là bởi vì tôi đã mất một cái niềm tin ban đầu. Và khi tôi bắt đầu vô năm 2014, tôi mở ra cái quỹ mổ tim thằng hũ với toàn bộ lợi nhuận là sẽ giúp đỡ cho trẻ em nghèo, còn dư tiền thì chúng tôi sẽ làm những thiện nguyện khác. Thì khi tiếp xúc vào bệnh viện đầu tiên, đó là bệnh viện Đại học Y Dược, thì cái câu chuyện đau lòng lại tiếp theo. Khi chúng tôi hỏi bác sĩ rằng là tại sao có quá nhiều bệnh nhân tim mà mổ không kịp, thì chúng tôi mới phát hiện ra là không có máy thở. Có bác sĩ, có bệnh viện nhưng không có máy thở. Cho nên có những em mổ ra rồi bệnh nó quá nặng, nó ôm cái máy thở, thì những đứa khác không kịp mổ sẽ chết la liệt. Chúng tôi phải bỏ tiền ra để mua máy thở, mua dụng cụ y tế để giúp đỡ cho cái số bệnh nhân được mổ liên tục, cứu sống các em liên tục. Nếu không nói ra thì sẽ không ai biết. Chúng tôi đóng góp rất nhiều, bệnh viện thiếu cái gì chúng tôi đóng góp cái đó. Đó là bệnh viện Đại học Y Dược mua máy thở hỗ trợ sửa lại bệnh viện, giúp đỡ bao nhiêu. Rồi khi bệnh viện khánh thành một cái khu mới thì mang tất cả cái dụng cụ của chúng tôi qua để làm cái phương tiện dịch vụ, và sau đó mổ tim cho trẻ em bệnh tim của chúng tôi bằng dịch vụ. Thay vì chúng tôi chỉ mở cái quỹ mổ tim để cứu người, có những ca mổ lên tới 400-500 triệu, là một dịch vụ họ sử dụng phương tiện của chúng tôi, tiền của chúng tôi để phục vụ lại, để mà chia trác với nhau. Đó là cái đau lòng thứ hai mà chúng tôi buộc phải cắt đứt toàn bộ để chúng tôi rời qua cái bệnh viện Nhi Đồng 1. Chúng tôi không muốn nói ra. Nói ra thì nó rất là đau lòng, bởi vì ở đó họ kinh doanh, mà họ lại kinh doanh vào kể cả cái quỹ mổ tim của chúng tôi, dùng phương tiện của chúng tôi và ăn tiền của chúng tôi, giống như là bệnh nhân đi đến đó mổ tim từ A đến Á, ở đó lo hết và tính một cục tiền thay cho chúng tôi. Có những cái ca bệnh nhân mà lên tới 400-500 triệu, nếu 400-500 triệu đó mà tôi đưa về bệnh viện Chợ Rẫy thì có thể mổ được 20-30 em. Cái viên thường trực á mà lên phát biểu như ông á, xin lỗi ông nha, tôi khinh á. Tại vì tôi biết chắc một điều là ông vừa hôi nách vừa hôi miệng nữa ông mới nói được cái điều đó. Là bởi vì sao? Một người đại biểu quốc hội á, đại diện cho nhân dân, cất tiếng nói cho nhân dân, mà ông nói chuyện thú quá. Chẳng lẽ tôi nói ông ngu á, thì nó mới phù hợp, đúng không? Vậy thì sao? Vậy thì ông chỉ binh những kẻ coi như là phá hoại đất nước, dẫn dắt người dân đi sai lệch, thì ông lại đổ thừa tôi sai lệch. Vậy thì một cái bài báo của một tờ báo pháp luật đưa ra đó, với hàng triệu triệu công chúng, nói sai thì công chúng sai theo, nếu như yếu bóng vía đi nghe lời đó thì sai theo đó. Còn bà Hằng là một người phụ nữ, một doanh nghiệp bình thường, tôi phát ngôn trên cái trang của tôi đâu ai cấm đâu, thì phạt tôi chứ ai sai mà, chứ ai phạt tôi mà, có đúng không? Cho nên nó chưa tới phiên ông, nghiệp đó quật ông hả, hay là ông muốn được nổi tiếng trong cái drama này hả ông Phan Viết Lượng, có đúng không? Ông là cái gì, ủy viên thường trực, tôi nghe sợ quá. Ông nên nhớ nha, quan giấc thời dân mới giảng đại nha. Ông nói đúng á thì tôi phục ông, nhân dân phục ông, và có một lời cảm ơn đến ông. Ông nói sai á tôi khinh ông, và tôi xem rằng là trình độ của ông yếu kém, và chẳng lẽ dân đã chọn ông sai rồi sao? Đi vào đại biểu quốc hội mà đi phát biểu những cái từ ngữ như thế này, đi quy chụp một nạn nhân trong cái câu chuyện đang dở dang và đang rùm beng lên, ông lại đứng lên ông quy chụp nữa. Vậy thì dùng sức mạnh để uy hiếp nhân dân hay sao vậy ông Phan Viết Lượng? Có đúng không? Tôi nói sai ông kêu công an bắt nhốt tôi đi. Tôi nói sai ông lên ông đối chất với tôi đi. Tôi lệch chỗ nào? Tôi lệch chỗ nào? Tôi là một người dân, một doanh nghiệp, một người phụ nữ, còn một thằng nhà
những thằng luật sư hôi nách đó đi lên dẫn dắt nữa. Cái drama này nó thật là thối nát trong cái phía Nam này. Tôi nói rồi, làm sai bắt nhốt tôi đi. Tôi có bại thì toàn dân thắng. Rình rập, chờ tôi sơ hở, chờ tôi phát ngôn bậy bạ, chờ tôi nổi điên lên, để tôi nói sai, để gài tôi tội 331. Xứng đáng vì tụi bay quá khổ.